Dạ, nhưng mà giờ này em cũng rất là cũng tê rồi. Nhưng mà có gì sơ sót mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng bỏ qua ha. Dạ, liên tục chương trình cũng có sự thay đổi là nhạc sĩ đợt guitar phím lộn, đó là người anh trai. Và giờ đây xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn với một lớp trích đoạn của tác giả Thế Châu và Châu Kỳ, đều mang tên Rượu Quán Nghèo, tức là bên cầu dệt lụa. Nãy anh trai yêu cầu em hát á, bây giờ là em cũng xin gửi đến gia đình của thầy Hải, bà con cô bác có mặt trong đêm tăng lễ hôm nay với bài Rượu Quán Nghèo, tức là bên cầu dệt lụa. Xin mời cùng lắng nghe. Đại huynh, đại huynh ơi, để ta bắt đầu thêm chủ rồi đại huynh ơi. Thêm rượu, giờ gặp đại huynh thì có rượu. Gặp bầu sâu Thanh Hải thì có rượu. Cảm ơn anh. Dạ, em mời anh nè. Ba đem nè. Người 35%. Bây giờ uống đi uống nha anh. Trời ơi, uống hết luôn hả? Rồi cảm ơn anh. Anh Hải, giờ đã là trả nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo. Hang Hải, uống cho đại huynh. Đại huynh ơi, để muốn giữ gìn thắm tình ngày đưa tiền của hai thằng bạn nghèo rốt rượu chẳng dò nhau. Áo màu chân tay là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách tôi bờ kỳ kỳ. Trời ơi, nghe nó đi ngang đó, nó hú 7 triệu hết hồn. Lỡ lụm lúa rồi, hốt luôn. Đại huynh ơi, để xin kính cận tay nâng mời tri kỳ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thắm. Tình một ly rượu.
thấy rượu ngang quá đại huynh ơi. Nhưng mà cũng mời đại huynh, hai anh em mình đại huynh ơi, 50-50. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn đại huynh. Dạ, em qua đây mời cái bạn chiến thủ của em mới được. Cảm ơn nhạc sĩ Đờn hay quá. Vô mấy đại huynh ơi, đệ cũng xịn lắm rồi đó. Giờ này cũng quá xịn rồi. Nhưng mà hôm nay là đám tang của thầy, tiễn đưa thầy về để ăn nghỉ cuối cùng. Đệ cũng xin mời tất cả các đại huynh nha. Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu, sanh ta ra là cha mẹ, mà hiểu thật ra chỉ có đại huynh mà thôi. Bằng hữu ơi, cởi lớp áo trang nghiêm để ta đại ta bằng chung. Xỉn rồi. Dạ. Dạ cảm ơn anh.